dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm, nhào hút cồn mây súng ngửi trời, nhớ ôi tay tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. À, tôi biết Mai Châu, một huyện của tỉnh Hòa Bình, đúng là đứng lên khúc khuỷu nguy hiểm thật. Ngoài bản Lác ở Mai Châu thì còn có suối khoáng Kim Bôi, đền chùa Thác Bờ và đặc biệt nhất là công trình đặc biệt là thủy điện đầu tiên của nước ta, thủy điện Hòa Bình với 8 tổ máy. Ở đây còn có một bức thư thế kỷ. Tít có biết là năm bao nhiêu mới mở không? Ôi, còn lâu lắm, đến tận năm 2100 cơ. Lâu thế á? Vậy trong lúc chờ đợi, mình cầm lá cờ nho nhỏ lên đập thủy điện to to này thôi. Nho nhỏ và to to có phải từ lấy không chip? Đúng rồi đấy. Tít ơi, cậu đang nghĩ gì thế? Chip à, có mấy từ này mà tớ không biết là từ lấy hay từ ghép nữa. Từ nào vậy? Cuống quýt này, cu kỹ này và ngốc nghếch nữa. Ừ nhỉ, tớ cũng chẳng biết là lấy hay ghép nữa. Cô chào cả lớp. Chúng em chào cô ạ. Cô ơi, có câu này hơi khó quá, em và Trinh nghĩ mãi không ra. Câu hỏi nào mà làm khó được hai bạn thế? Hôm trước cô đã dạy chúng em ghép những tiếng có nghĩa lại với nhau là từ ghép. Còn phối hợp những tiếng có âm đầu, vần hoặc cả âm đầu và vần giống nhau thì gọi là từ lấy. Đúng rồi đấy. Nhưng mà các từ cuống quýt, ngốc nghếch, cũ kỹ nghe thì có vẻ giống từ lấy, nhưng các tiếng không cùng âm, cùng vần với nhau ạ. À, đây là một phát hiện rất thú vị. Cùng tìm cách phân biệt từ lấy và từ ghép với cô nhé. Vâng ạ. Các em ơi, các em còn nhớ sơ đồ cây cấu tạo từ này không? Từ sơ đồ cây này, chúng ta có bảng so sánh như sau. Khi xét về nghĩa, từ ghép được tạo thành từ hai tiếng trở lên. Các tiếng bắt buộc phải có nghĩa. Còn từ lấy thì một tiếng gốc có nghĩa hoặc là không có tiếng nào có nghĩa. Ví dụ, cô có từ quần áo. Khi tách riêng hai từ này thì chúng vẫn có nghĩa là quần và áo nên chúng là từ ghép. Còn từ lạnh lẽo thì từ lạnh có nghĩa nhưng từ lẽo không hề có nghĩa nên chúng là từ lấy. Từ lung linh thì lung và linh khi tách riêng ra đều không có nghĩa nên chúng cũng là từ lấy. Khi xét về hình thức, khi tiếng cấu tạo thành từ ghép thường không có liên quan về âm. Ví dụ như chăn màn, bát đũa, các từ này có âm đọc hoàn toàn khác nhau nên chúng là từ ghép. Ngược lại, các tiếng tạo thành từ lấy thường có sự giống nhau về âm, giống nhau phụ âm đầu như líu lo, lấp lánh, giống nhau vần như lướt thướt, lênh đênh hoặc giống nhau toàn bộ như ao ao, âm âm. Nhưng mà em vẫn chưa biết từ cuống quýt, cũ kỹ, ngốc nghếch là từ lấy hay từ ghép. Đây là những trường hợp đặc biệt các em cần phải ghi nhớ. Nếu các tiếng trong từ có cả quan hệ về nghĩa và quan hệ về âm thì chúng là từ ghép. Ví dụ như tươi tốt, đi đứng, mặt mũi, phẳng lặng. Nếu các từ chỉ có một tiếng có nghĩa, còn một tiếng đã mất nghĩa nhưng hai tiếng không có quan hệ về âm thì chúng là từ ghép. Ví dụ như xe cộ, che phêu, gà qué, trợ búa. Các từ có một tiếng có nghĩa và một tiếng không có nghĩa nhưng các tiếng đều không có phụ âm đầu thì là từ lấy. Ví dụ như ồn ào, ầm ĩ, ấm áp, im ắng, ao ước, yếu ớt. Các từ chỉ có một tiếng có nghĩa, tiếng còn lại không có nghĩa mà phụ âm đầu được ghi bằng những con chữ khác nhau nhưng có cùng cách đọc C, K, Q. Hay ngờ đơn, ngờ kép, gờ đơn, gờ kép thì sẽ là từ lấy. Ví dụ, cuống quýt, cũ kỹ, ngốc nghếch, gồ ghề đều là từ lấy. À, em biết rồi, các từ cuống quýt, cũ kỹ, ngốc nghếch sẽ là từ lấy. Ấy chà, có nhiều từ nhìn giống từ lấy mà lại là từ ghép. Có từ thì giống từ ghép thì lại là từ lấy. Ôi, sao mà rắc rối thế nhỉ? Không sao đâu, cô có 3 bí kíp để phân biệt nhanh từ lấy và từ ghép. Wow, tuyệt
tuyệt vời quá. Bí kíp đầu tiên, đảo trật tự các tiếng. Nếu đảo được là từ ghép, như vui buồn, khao khát. Nếu không đảo được thì là từ lấy, như lạnh lùng, xanh xao. À, chúng ta có thể đảo lại buồn vui, khát khao, tươi tốt, nên chúng là từ ghép ạ? Đúng rồi. Chẳng ai nói là lùng lạnh, xao xanh nên đây là từ lấy phải không ạ? Hoàn toàn chính xác. Chúng ta đến với bí kíp thứ hai. Từ Hán Việt luôn là từ ghép. Ví dụ, hoàng hôn, bình minh, tử tế, tham lam đều là từ ghép. Bí kíp thứ ba, các từ có âm đầu giống nhau nhưng cả hai tiếng đều có quan hệ về nghĩa thì là từ ghép. Những từ như chùa chiền, từ học hành, mặt mũi, râu ria là từ ghép. Đúng rồi, các em nhớ nhé, khi gặp các từ giống từ lấy thì hãy xác định nghĩa của từng tiếng với nghĩa chung của từ. Ví dụ, cô có từ xa xôi, có nghĩa là xa. Từ xôi không có nghĩa là xa. Xa xôi không phải đĩa xôi ở xa, nên từ này chắc chắn là từ lấy. Vậy là các em đã nắm rõ 3 bí kíp phân biệt từ lấy và từ ghép rồi. Cô mong rằng các bạn sẽ không bị nhầm lẫn nữa. Tiếng Việt diệu kỳ. Này Tít ơi, cậu có trò gì chơi không? Trò chơi ngôn ngữ, nối chữ là hay. Ok luôn, tớ rất giỏi trò này đấy. Học sinh. Sinh đôi. Đôi co. Co giãn. Giãn cách. Cách ly. Ly biệt. Biệt danh. Danh bạ. Danh bạ. Cái gì bạ nhỉ? Eo ơi, khó quá, tớ chịu thua thôi. Hi hi, các bạn đã chịu thua chưa? Cùng chơi nối chữ với chúng mình nhé. La 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 la, đây là chữ A.